Tập 1. Cuối năm 1949, quân giải phóng nhân dân của ta phát động chiến dịch Quảng Tây, tiêu diệt phần lớn quân chủ lực Quảng Tây của Đảng Quốc dân. Quảng Tây hoàn toàn giải phóng, quân ta tiến về tấn công đảo Hải Nam. Cục bảo mật quốc phòng Đài Bắc. Chưa tới 40 ngày, toàn quân Bạch Sùng Hy đã tan tác. Không chỉ Quảng Tây thất thủ, bán đảo Lô Châu cũng đã về tay Đảng Cộng sản. Mao Nhân Phụng, Cục trưởng Cục Bảo mật Bộ Quốc phòng Đài Bắc, hiện giờ đảo Hải Nam đang hết sức nguy cấp. Ai cũng nói quân Quảng Tây giỏi đánh trận. Chuông Dục Lân đặt dù nghĩa vụ Đảng Quốc dân, đảo Hải Nam và đảo Đại Bình tạo thành thế sừng thú, phối hợp xa gần. Nếu như thất thủ, Đảng Quốc dân sợ là không có cơ hội trở mình được nữa. Chúng ta có 10 vạn đại quân ở đảo Hải Nam, còn có nơi hiểm yếu là eo biển Quỳnh Châu. Tướng quân Tiết Nhạc trí dũng song toàn. Cục trưởng, tôi nghĩ ngài không cần nghĩ nhiều đâu. Đảo Hải Nam tường đồng vách sắt mà. Đỗ Duật Minh, Vệ Lập Hoàng, Trương Linh Phủ và cả Bạch Sùng Hy kia, có ai không trí dũng song toàn đâu? Trường Giang không phải là nơi hiểm yếu sao? Cuối cùng thì sao nào? Bây giờ làm gì còn ai tin vào cái gì mà tường đồng vách sắt nữa? Nếu muốn giữ được đảo Hải Nam thì phải dùng chiêu mới được. Thuộc hạ nguyện tận trung với Đảng Quốc dân, xin cục trưởng cứ dặn dò. Tôi nhớ cậu là người huyện Trà Thành, Quảng Tây đúng không? Dạ. Có bằng lòng phản kích vì Đảng Quốc dân, tấn công Quảng Tây không? Lời cục trưởng cũng chính là ý của tôi. Nói tôi nghe xem, bây giờ Quảng Tây là con át chủ bài cuối cùng của Đảng Quốc dân ở đại lục. Nếu kiểm soát được Quảng Tây, không chỉ giải nguy được cho đảo Hải Nam, mà Đảng Quốc dân cũng có thể giành lại đại lục. Nói tiếp đi. Thứ nhất, Bạch Sùng Hy và Lý Tông Nhân đã hoạt động ở Quảng Tây nhiều năm. Quảng Tây vẫn luôn là một tỉnh kiểu mẫu của Đảng Quốc dân. Thứ hai, tuy Bạch Kiện Công đã bại trận ở Quảng Tây, nhưng rất lâu trước khi diễn ra chiến dịch Quảng Tây, hắn đã triển khai một kế hoạch cho cuộc chiến tổng thể. Tướng quân Cam Lệ Sơ ở phía đông, tướng quân La Hoạt ở phía tây, cùng với hai vợ chồng Trương Thủy Quý và Di Tú Anh đều ở lại địa phương. Họ đã thu nhận một lượng lớn quân bại trận và còn thành lập căn cứ du kích của riêng mình. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, Quảng Tây núi cao rừng rậm, xưa nay thổ phỉ đã hoành hành. Những thổ phỉ này máu lạnh liều lĩnh, không có luật pháp ra gì, là thiên địch của Đảng Cộng sản. Nếu sử dụng được những người này, tất nhiên họ sẽ trở thành lực lượng vô cùng mạnh. Ngược lại về phía Đảng Cộng sản, tuy họ đã chiếm được Quảng Tây, nhưng chính quyền cơ sở yếu kém, vẫn chưa thể nào đứng vững. Lực lượng chính của quân Cộng sản ở Quảng Tây đã bị điều sang tấn công Hải Nam và Vân Nam, binh lực suy yếu. Nếu như lúc này chúng ta hành động ở Quảng Tây thì khó nói được ai thắng ai thua lắm. Nên thuộc hạ cho rằng Quảng Tây mới là nơi diễn ra trận quyết chiến cuối cùng của quân ta với quân Cộng sản. Giấy quỷ nhiệm. Nay quỷ nhiệm cho đồng chí Chuông Dục Lân làm đại tá kiêm tổ trưởng của bộ hành động đặc biệt khu vực phía bắc Quảng Tây và cục bảo mật Bộ Quốc phòng dùng biên giới Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây. Trân trọng. Cảm ơn cục trưởng đã đề bạt. Thuộc hạ không thành công cũng quyết thành nhân. Trà Thành, phía bắc Quảng Tây. Thôi anh đừng đụng vào nữa. Một nhóm tàn binh bại tướng của Đảng Quốc dân mà lại để huyện phó như anh phải đích thân đứng bếp. Như Mùi Mùi, trưởng ban lương thực của chính quyền huyện Trà Thành, họ có cháo ăn là tốt lắm rồi. Giác ngộ kiểu gì vậy? Đào Đại Lôi, trung đội trưởng trung đội 10, đại đội 9, có biết phải ưu đãi tù binh không? Nấu cháo cho họ cũng quan trọng, nhưng nấu cháo cho mình thôi. Người ta không phải tù binh mà là chủ động đầu hàng. Cam Sĩ Kiên, quyền phó huyện Trà Thành. Đúng vậy, họ không phải tù binh mà là chủ động đầu hàng.
Được rồi, tôi biết anh giác ngộ rồi. Anh là giỏi nhất. Quan Dẫn Hàng, y tá, đồng chí Dương Muội Muội đi đánh giặc bao giờ chưa? Nhìn là biết chưa rồi. Đừng coi thường chuyện nấu ăn cho tù binh. Có biết tại sao đội quân bọn tôi lại chiến đấu hết một nửa Trung Quốc từ Đông Bắc tới đây không? Một là dựa vào sức chiến đấu, hai là dựa vào việc nấu cơm cho tù binh. Chỉ cần mùi thơm của cháo và bánh bao này bay qua đó, họ đều sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Toàn nói bậy. Về việc làm công tác tư tưởng cho họ không quan trọng nữa sao? Quyền Phó Cam, tôi nói giỡn với đồng chí Muội Muội thôi. Vậy được rồi, để tôi làm cho. Tôi sẽ làm cho họ ngoan ngoãn đầu hàng. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Đợi cả buổi rồi mà không động tĩnh gì. Có nhầm lẫn gì không? Chắc là không đâu. Chu Bồi Long đã nói với họ rồi. Đợi thêm một lát xem sao. Tới rồi, tới rồi. Xem ra mùi này đúng là có ích. Trần Tư Dân, sĩ quan quân quốc dân. Không đúng. Sao nói 20-30 người thôi mà? Sao lại nhiều như vậy? Có thể tin tình báo có nhầm lẫn, nhưng không sao. Tới rồi thì cứ yên tâm mà đón. Nước cao cũng không thể cao hơn thuyền được. Quân bọn tôi vượt nửa Trung Quốc đến tới tận đây, có trận chiến nào mà chưa gặp chứ? Các đồng chí chuẩn bị chiến đấu. Trung đội trưởng Đào, có thể chuẩn bị chiến đấu, nhưng phải giữ nguyên đội hình tại chỗ. Không được để họ nghĩ chúng ta sợ họ. Xem thế trận rồi tính tiếp. Rõ. Chỉ có hai người tới. Đúng là không thèm có chúng ta ra gì. Chưa chắc. Có khi xung quanh có mai phục đó. Nên chú ý quan sát. Nếu chỉ có mấy người như vậy, chúng ta qua cướp đồ ăn rồi đi là được mà. Tôi thấy được đó. Bắt nữ y tá kia đi luôn, để cô ta chữa chân cho anh. Xem trận thế rồi tính tiếp. Các anh em phía đối diện,
Tôi là Cam Sĩ Kiên, huyện phó huyện Trà Thành. Tôi đại diện cho quân đội ở phương khu, đại diện chính quyền huyện Trà Thành. Hoan nghênh các anh đầu hàng quân giải phóng. Đây là đồng chí Đào Đại Lôi, trung đội trưởng trung đội 1, đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 434 của đội quân giả chiến thứ 4. Các anh hãy nghe anh ấy chỉ huy. Trung đội trưởng Đào, bắt đầu đi. Rõ. Các anh em phía đối diện nghe rõ đây. Các anh hãy xếp thành một hàng. Sau khi qua đây thì bỏ vũ khí xuống, lấp đầy cái bụng trước đã. Cháo nóng cơm nóng bên đây đang đợi các anh. Bắt đầu đi. Tham mưu trưởng, chúng ta cùng xông qua là có thể giết sạch bọn họ. Tôi không muốn có thêm người chết. Cứ nghe theo lệnh họ. Bỏ vũ khí xuống đi. Nộp súng thật sao? Đúng vậy. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Không tiến về phía nam nữa sao? Đạn đâu có ăn được. Đã nhịn đói gần nửa tháng rồi. Để các anh em ăn no rồi tính tiếp. Nếu muốn hành động thì đến gần sẽ tốt hơn. Cứ vài người tiếp cận một người. Họ có vũ khí cũng không dùng được. Đi. Bỏ súng xuống đây hết đi. Tốt lắm. Các anh em, nộp súng xong rồi thì bên này có cháo nóng, cứ ăn uống thoải mái nha. Có ai bị thương thì qua đây, tôi kiểm tra cho. Đúng rồi, bỏ xuống đó đi. Nộp súng xong, qua nhận cháo nha. Tình hình chân anh rất không ổn, có khả năng dẫn tới nhiễm trùng máu. Tôi kiến nghị anh mau chóng cắt bỏ chân. Cô nói gì? Cắt bỏ sao? Nếu không cắt bỏ thì tính mạng anh sẽ nguy hiểm. Cô nói bậy. Không thể nào. Không thể nào. Các người muốn giết người đúng không? Các người muốn giết người đúng không? Anh bình tĩnh đi. Tham mưu trưởng, họ kêu tôi cắt bỏ chân. Mấy người đến làm gì? Tham mưu trưởng. Trưởng quan, trong cháo của tôi sao lại có cát? Không cho bộ tôi ăn đúng không? Không thể nào. Tôi đích thân khoái cháo mà, sao lại có cát được? Đây, anh xem đi, chén của tôi cũng có. Đây, nhìn đi, chén của tôi cũng có cát. Các cô không coi tôi là người đúng không? Tôi khoái cháo mà sao lại có cát được? Anh tự khoái sao? Anh tự bỏ cát vào thì có. Anh nhìn đi, vừa bắt cắt bỏ chân, vừa bỏ cát vào cháo. Người ta nói quân giải phóng ưu đãi tù binh, rõ ràng toàn là bịa đặt. Đúng vậy, anh nói cái gì? Đồng chí Lưu, có, bắt bọn họ lại. Các anh làm gì vậy? Sao lại bắt người? Gì vậy? Các anh muốn làm gì? Đào Đại Lôi, Đào Đại Lôi, chú ý chính sách. Các anh em đã thấy gì chưa? Mới nói trong cháu có mấy hạt cát mà họ đã chỉ xuống vào người chúng ta rồi. Sau này có khi còn ngược đãi chúng ta nữa. Mọi người nói xem có đúng không? Đúng vậy. Các anh em, tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Tôi sai rồi, tôi ăn chén cháo này là được chứ gì? Uống cái đầu anh, chạy mau. Định chạy đi đâu? Quỳ xuống. Không được cử động. Ai lỗi xuống tôi sẽ giết cô ta. Chạy đi, các anh em. Chạy đi. Quỳ xuống. Không được cử động. Quỳ xuống. Không được cử động. Đúng là có mai phục thực. Một kiếm thần, quân y đội quân giả chiến thứ 4 thuộc quân giải phóng. Tôi không muốn cắt chân. Tôi không muốn cắt chân. Đừng ép tôi. Các người đừng ép tôi. Tư Dân, Trần Tư Dân,
Tư Dân, sao các anh lại xuất hiện ở đây? Quân đội phân khu ủy thác chúng tôi hộ tống bác sĩ Mộc tới Trà Thành thì đúng lúc đi qua đây. Đồng chí, những người khác đâu rồi? Chỉ có hai chúng tôi thôi. Bác sĩ Mộc kêu chúng tôi bắn súng và la hét ở hai phía khu rừng. Chỉ có hai anh sao? Tôi hiểu rồi. Hai người đi mai phục. Tư Dân, anh là kiếm thần sao? Tư Dân, là tôi đây, kiếm thần. Anh phải cứu tôi. Họ muốn cắt bỏ chân của tôi. Họ muốn làm tôi tàn phế. Tư Dân, nghe tôi nói nè, đừng kích động, cũng đừng sợ. Để tôi xem vết thương cho. Anh tin tôi mà, đúng không? Nào. Đồng chí này, cho hỏi anh là... Tôi là quân y mới được điều tới. Tôi là một kiếm thần. Cô là y tá sao? Tôi là Hoàng Dận Hàn. Y tá Hoàng. Kiếm thần, anh thuộc quân giải phóng sao? Sao anh lại vào quân giải phóng? Tôi cùng tiểu đoàn 3 khởi nghĩa ở Kỳ Dương, sau đó đã gia nhập quân giải phóng. Vừa mới vào biên chế lại được điều tới đây. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh nói đi, sao anh lại ở đây? Trung đoàn tôi đi qua Long Hổ Quan thì bị đánh tan. Trung đoàn phó là người Trà Thành, đưa chúng tôi đầu quân vào quân đoàn 7 của quân đoàn phó đầu tiên. Nói là tạm thời tránh sóng gió. Không biết quân đoàn phó này nói gì với trung đoàn phó của chúng tôi, nên chúng tôi đã đầu hàng. Tư Dân, tình hình không ổn lắm. Vết thương hơi nhiễm trùng rồi. Giờ anh đang còn sốt cao. Nhưng anh đừng lo, tôi có đem theo penicillin. Lát nữa để y tá Hoàng tiêm cho anh, rồi theo dõi thêm xem sao. Nếu không cần thiết thì không cắt chân đâu, yên tâm. Penicillin hả? Bí thư Tả bị thương nặng như vậy mà còn không nỡ dùng penicillin, mà cho anh ta dùng sao? Kiếm thần, anh thấy chưa? Đó mà là chân thành sao? Họ muốn cắt bỏ chân tôi, muốn làm tôi tàn tật. Kiếm thần, cứu tôi đi. Anh phải cứu tôi. Kiếm thần, nể tình Đảng Quốc Dân. Nói gì vậy? Cái gì mà nể tình Đảng Quốc Dân? Làm anh tàn phế chứ tổ tốn sức bọn tôi. Dương Mùi Mùi, nào Đại Lôi, nói chuyện chú ý chút đi. Đúng đó, giác ngộ ưu đãi tù binh lúc nãy của anh đâu rồi? Còn biết penicillin quý cỡ nào không? Y tá Hoàng, phiền cô làm giúp tôi. Anh tên là gì? Một kiếm thần. Được, tôi nhớ anh rồi đó. Chú ý khử trùng. Long Chỉ Văn, thành viên đội công tác trưng thu lương thực thôn Liên Quan. Đã đảo giặc tưởng, giải phóng toàn Trung Quốc, giải phóng toàn Trung Quốc. Đảng Cộng sản muôn năm, Đảng Cộng sản muôn năm. Giải phóng toàn Trung Quốc, giải phóng toàn Trung Quốc. Đảng Cộng sản muôn năm, Đảng Cộng sản muôn năm. Chủ tịch Mao muôn năm. Đã đảo giặc tưởng, đã đảo giặc tưởng. Đảng Cộng sản muôn năm, Đảng Cộng sản muôn năm. Chủ tịch Mao muôn năm. Lão già, đại chủ thư ở bên kia. Để tôi gọi tiểu thư qua. Châu Chiêu Quý, quản gia đại viện nhà họ Châu, đừng làm ảnh hưởng nó. Châu Bồi Long, thân sĩ huyện Trà Thành. Nó trưởng thành rồi. Giải phóng toàn Trung Quốc, Đảng Cộng sản muôn năm, Chủ tịch Mao muôn năm. Đã đảo giặc tưởng, giải phóng toàn Trung Quốc, Đảng Cộng sản muôn năm, Chủ tịch Mao muôn năm. Đã đảo giặc tưởng. Chào Châu tiên sinh, ông cũng tới sao? Tới chứ, sao tôi lại không tới được? Giải quyết được những binh lính bại trận này là Trà Thành Thái Bình rồi. Đúng vậy, cũng nhờ ông kịp thời khuyên họ đầu hàng. Nếu không thì người dân Trà Thành sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn rồi. Ông đã lập công lớn đó. Tôi có công lớn lao gì đâu. Đảng Cộng sản hướng về lòng dân, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Hơn nữa, Trà Thành là quê hương tôi, tạo phúc cho dân là bổn phận của tôi mà. Nhưng sao tôi thấy số người này sao lại nhiều hơn rất nhiều so với trung đoàn phó kia nói với tôi vậy? Không có chuyện gì chứ? Đúng là nhiều hơn nhiều. Ông cũng thấy điều đó.
Không có vấn đề gì, vẫn giải quyết như cũ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu không lỗi lầm của tôi, thực sự sẽ rất lớn. Ông chưa gặp con gái sao? Tôi kêu cô ấy qua nha. Long Chỉ Vân, qua đây. Chào ba đi. Tiểu Long, ba cô đứng đây cả buổi rồi mà cô cũng không qua chào. Nói cho cô biết, lần này ba cô đã làm công lớn cho trà thành của chúng ta đó. Cảm ơn Châu tiên sinh. Gọi ba chứ. Bây giờ ba cô đã đứng về phía đảng và nhân dân rồi, không còn là quan quân cũ và đại địa chủ nữa, nên gọi ba thì phải gọi. Không thể để người ta nói đoàn thanh niên chúng ta không chịu nhận người thân. Vậy tôi phải xem biểu hiện tiếp theo của mình. Con quỷ nhỏ này, không cần nóng vội. Tôi chịu hơn nó thôi mà. Từ khi nó lên núi đánh du kích với các anh thì đã cắt đứt quan hệ với tôi rồi. Hơn nữa còn đổi cả họ. Mới đó đã 2 năm chúng tôi không gặp nhau, chứ đừng nói tới nói chuyện với nhau. Hôm nay nó gọi tôi một tiếng Châu tiên sinh là tôi mãn nguyện lắm rồi. Ở quý ban quyền đoàn, Chỉ Văn thể hiện rất tốt, là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của đảng. Vậy thì tốt rồi. Chỉ Văn, tuy con đã đổi họ, nhưng con lấy họ là Long, chứng tỏ con vẫn còn ôm chút hy vọng đối với ba, đúng không? Ba hiểu con mà. Ba chỉ có mỗi đứa con gái này. Hãy tin ba, cho ba thêm chút thời gian. Ba nhất định sẽ làm việc và cống hiến nhiều hơn cho chính quyền và nhân dân, được không? Con biết rồi. Ba. Ba. Chính là anh ấy. Thần binh trên trời rớt xuống đã dựng lên một mê hồn trận nhỏ giúp chúng ta hóa giải được cuộc nổi dậy này. Tạ Phi, bí thư huyện ủy Trà Thành. Chào mừng đồng chí Mộc Kiếm Thần. Chính ủy Tạ, anh không nhớ ra tôi sao? Cậu là chiến dịch Hành Bảo ở Kỳ Dương. Lúc đó bụng tôi gần như bị đâm thủng, chính anh đã cứu tôi. Xem trí nhớ của tôi kìa, sao tôi lại không nhớ ra được vậy? Bí thư Tạ, đồng chí Mộc Kiếm Thần là quân y được quân đội phân khu cử đến cho chúng ta, thành viên khởi nghĩa đảng quốc dân. Bác sĩ Mộc, đồng chí Tạ Phi là bí thư huyện ủy của Trà Thành, không còn là chính ủy huyện đoàn nữa. Tôi hiểu rồi. Báo cáo bí thư Tạ, tôi đặc biệt yêu cầu tới Trà Thành làm việc. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu không có anh thì tôi đã mất mạng lâu rồi. Nên tôi rất hy vọng được làm việc dưới trướng anh. Nhắc tới thành viên khởi nghĩa thì tôi nhớ ra rồi. Lúc đó đúng là có một tiểu đoàn tham gia khởi nghĩa. Đồng chí Mộc Kiếm Thần, chào mừng cậu đã trở về với đội ngũ nhân dân chúng tôi. Bây giờ Tân Trung Quốc đã được thành lập, Trà Thành cũng giải phóng rồi. Bây giờ rất cần những người có kiến thức chuyên môn như cậu về đây kiến thiết lại. Tôi hiểu rồi. Tôi đã nói mà, thành viên khởi nghĩa thì thôi đi. Lính của tôi mà ăn mặc như vậy, tôi không nhốt lại mới lạ đó. Nhốt ai vậy đồng chí Đào Đại Lôi? Tôi thấy áo da này đẹp, rất có tinh thần mà. Nhỏ nhen quá, có một ống penicillin thôi mà. Quyền phó cam, nếu không phải là chuyện một ống penicillin, lúc đó Tạ bí thư suýt nữa mất mạng mà cũng không nỡ tiêm đó. Cậu ta thì hay rồi, tiêm cho tù binh nguyên một ống. Cậu biết ống penicillin nó cứu được bao nhiêu? Đồng chí Đào Đại Lôi, sao cậu hay nói trông già vậy? Quân cách mạng cứu người bị thương, cứu người là việc cấp bách mà. Dạ, giác ngộ đi. Bác sĩ Mục, anh về nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi cần hợp khẩn một lúc.
Hôm khác lại nói chuyện sau. Dạ. Hai lãnh đạo, tôi xin phép về trước. Được. Tôi quên hết sạch rồi. Vẫn chưa nhớ ra người ta là ai đúng không? Không nhớ ra được, ngồi đi. Tại em cứu nhiều người quá. Khử trùng nhiệt độ cao rồi. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Tôi còn chưa cảm ơn anh cứu tôi mà. Cảm ơn cái gì? Bác sĩ Mộc, trong tên tôi có muội muội, nhưng tôi là đàn ông. Anh cũng là đàn ông, nhưng nhìn anh rửa tay cực nhọc như vậy, còn gái hơn cả tôi nữa. Bác sĩ mà không coi trọng việc vệ sinh cá nhân thì sao khám chữa bệnh cho các anh được? Bác sĩ Mộc, để tôi giặt áo cho. Không cần, tôi tự giặt được. Không sao đâu, không sao, để cô ấy giặt đi. Tay anh là vàng bạc mà. Em gái, anh nói em nghe nha, điều kiện của chúng ta rất tốt, không thể quen một phần tử cũ của Đảng Quốc Dân giờ mới khởi nghĩa về đâu. Anh nói lung tung gì vậy? Điều kiện chúng ta tốt như vậy, ít nhiều gì cũng phải tìm cán bộ trung đoàn 38 chứ. Anh muội muội, người hay lo nghĩ như anh mau già lắm đó. A Nhân, thôn dân Âu Gia Đường. Trần Điến Tử, thổ phỉ núi Ngân Điện. Anh em, đại dư đã chuẩn bị tiên nhân đàn rồi. Mạc Lan, thổ phỉ núi Ngân Điện, ai cướp được lương thực thì được lãnh phần. Lão Âu, cán bộ hiệp đội nông dân Âu Gia Đường. À Khu, đưa toàn bộ phụ nữ lên núi. Dạ. A Thủy, đốt hết lương thực đi, đừng để sót gì hết. Nhanh lên. Nhanh lên, quỳ xuống, quỳ xuống. Nói đi, lương thực được cất ở đâu? Thank you.
Không ai được nổ súng. Hôm nay nếu ai bắn chết ông ta, ta sẽ chôn sống kẻ đó. Đưa hắn qua đây cho ta. Đi. Đại Dương, con cừu này rất hung dữ. Hãy để tôi chém hắn luôn đi. Hung dữ thì quyết khí mới mạnh. Cuối cùng thì ông đây cũng bắt được ông. Ông đã giết chết nhiều anh em của ta. Ta phải chôn sống ông. Nhặt lên đi. Muốn giết ông đây thật sao? Đại Dương Quy Vũ, cha, thập cửu. Cha, A Nhân, giúp cha với. Cha, mau giết cha đi. Cha không muốn rơi vào tay tên cầm thú này. A Nhân, bắn đi. Cha, A Nhân, thập cửu, bắn chết hắn đi. Bắn đi. Cha, A Nhân, bắn đi.
Sớm muộn gì cũng chết trong tay cậu. Đại Dương, người của bạn của anh đã xuống núi rồi. Tìm được lương thực chưa? Tìm được rồi, tôi cho các anh em chất lên xe rồi. Phải ăn cỗ xuống núi chưa? Đi rồi, như vậy đi. Cho vợ anh em đưa phụ nữ và một phần lương thực tới mà bạn lĩnh đi. Dạ, cậu và các anh em khác đưa lương thực đi theo đường lớn. Đã hiểu. Các anh em, có về núi Ngân Điện, luận công nhận thưởng, nhận tiên nhân đặng đi. Thủ quân, đi. Bàn quý anh, áp trại phu nhân, sơn trại Đồng La. Thất Thái, người hầu bàn quý anh. Song Hỷ, người hầu bàn quý anh. Cứ tưởng là ai, hóa ra là em gái quý anh. Em gái quý anh, nhớ tôi rồi sao? Không cần đồng đầu loa nữa sao? Anh Điến Tử, tôi mới là người nhớ anh đây. Đồng đầu loa, trại chủ sơn trại Đồng La. Người anh em đồng đầu loa, cậu xuất hiện đúng lúc tôi đang nhớ tới cậu. Tôi thấy đúng là lâu rồi không gặp. Như vậy đi, chúng ta cùng tới núi Ngân Điện chơi đi, thấy sao? Hai vợ chồng tôi làm gì còn tâm trạng chơi bời. Dê ở địa bàn mình bị người ta cướp mất rồi, khóc còn không kịp nữa là. Người anh em đồng đầu loa, chúng ta là anh em kết nghĩa mà. Của cậu cũng là của tôi, của tôi cũng là của cậu. Ai cướp mà chẳng như nhau. Như nhau sao? Như nhau. Được. Các con, có, lấy lương thực. Dạ. Em gái quý anh, anh Điến Tử rất thích cái eo nhỏ của em. Kết hợp với dáng vẻ anh Tuấn này, đúng là hiếm có. Em gái quý anh, muốn lương thực cứ nói với anh Điến Tử một tiếng. Cái eo em cứ nhảy lên nhảy xuống như vậy, làm anh đau lòng đó. Nói nhảm. Lương thực này vốn của sơn trại Đồng La, tôi nhất định phải lấy lại. Hôm nay ai dám ngăn cản thì cứ chờ chết đi. Đúng, cứ chờ chết đi. Các con, đừng bắn. Người anh em đồng đầu loa, Âu Gia Đường
là của Sơn Trại Đồng La. Nhưng số lương thực này cũng là do các anh em mạo hiểm cả tính mạng để cướp về. Hay là như vậy đi, cứ như trước đây, mỗi người một nửa. Lần sau đi. Lần sau tôi cũng tới núi Ngân Điện làm một chuyện giống vậy. Lúc đó chia mỗi người một nửa sau. Vậy là người anh em muốn cướp trắng trợn sao? Đại ca đúng là thổ phỉ, hiểu lý lẽ nhất. Các anh em mang lương thực về, không được để sót. Các anh em núi Ngân Điện, tôi công nhận người anh em này, tôi là thổ phỉ hiểu lý lẽ nhất trong cả thiên hạ, là đại dương. Vậy nên những thứ này anh Điến Tử tặng lại các cậu, tôi công nhận. Để lương thực lại. Rút quân. Rút quân. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.